Hello anh em, nay quay cho anh em xem CB 1000, với lại cho anh em coi sẵn 650 luôn. Em thấy không, 1000 với 650 rất là khác biệt luôn. Đang chăm sóc CB 1000 cho anh em. CB 1000 đẹp luôn anh. Bánh sao cực đẹp luôn, gấp bao đẹp anh em, gấp đẹp không, nhức nách liền. Thì cái ngoại hình anh em nhìn sơ sơ thì nó giống giống ha, nhưng mà nhìn kỹ con ngàn đã lắm anh em, đẹp lắm, con ngàn đẹp lắm, đẹp hơn con vết ngàn luôn anh em, vết ngàn đẹp hơn nhiều, to. 650 thì nó gọn hơn, 650 thì gọn gàng dễ chơi hơn. Đó, 650 bình xăng thì nó gọn đó anh em. Cái đồng hồ con 1000 cực đẹp, cho trên mượn chìa khóa anh mở cái đồng hồ, đồng hồ cực đẹp. Đây xe rất là mới luôn anh em thấy không, chỉ nhìn đẹp không nè, bình xăng to anh em ơi, nhìn nó ngoài nhìn nó hầm hố lắm, miệng to lắm á. Mày phải mít 7, trên mít 7 chạy nó ok. Đang vệ sinh cổ bô đồ lại nè. Để lát xong rồi cho anh em nghe tiếng bô chơi ha. Nghe tiếng bô 1000 với lại tiếng bô 650. Để lấy cái chút xong rồi quay sơ sơ cho anh em coi thôi, chút xong cho anh em nghe tiếng bồn, ngắm xe đỡ ghiền anh em. À, anh em thấy không, chăm sóc mấy con xe này á, thì nên giống như là chăm sóc con vậy á, em thấy đâu phải quẹt quẹt từng ngóc ngách từng kỹ kỹ, tại vì mấy con 1000 mấy xe mô tô này á, mình anh em mình mua được anh em mình quý lắm, nên xe là phải đó anh em thấy không, quẹt 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 cái này quẹt cho vui hay quẹt làm màu em, em quẹt cho sạch á, phải từng ngóc ngách anh em thì xe mình nó mới đẹp được, xinh đẹp được. Sẵn rửa xong rồi quay cho anh em xem luôn. Nhìn nó cứng ha, ngàn này nhìn cứng hơn không, rất ngàn luôn á, cứng hơn nhiều luôn á. Con này nhìn ngoài cứng lắm anh em, nghĩa là nhìn nó đầy á, đầy lắm anh em, nhìn nó thịt á, nhìn cái kiểu con này là giống như nhìn kiểu giống như là The Rock vậy anh em. Còn con này nó vẫn cơ bắp, nhưng mà nhìn nó sẽ có những nét, nó không có cứng, nó không có đầy. À, chủ nhật là mấy anh em ngắm xe. Đây, cho anh em ngắm CB 1000 với lại CB 650 nè anh em. Sáu năm mươi này mình chuẩn bị giao luôn anh em. Giờ mình giao 650 luôn à. Rồi đừng ở đây. Đúng rồi. Đó. 650 với lại 1000. Lấy chìa khóa 1000 anh đề mà tiếng máy lên cái hơn. 650 to lắm nha anh em nha, con 1000 nó to lắm á.
mét 7 ngồi lên thử không, đẹp không? Ngồi lên thử không? Cao. Rất là đẹp. Cao. Cao đúng không? CB 1000 rất cao. Đó, anh em ngắm đi. Alo. Anh em ngắm xe đi. Có gì không em? Giá vừa vừa là giá sao em? Dạ hết rồi anh, không có mấy dòng đó. Bên em giờ còn mấy dòng mấy trăm không rồi anh. Giờ giờ vết ngàn nữa anh. Giờ giờ. Đó anh em ngắm xe đi. Đẹp. Ủa, kêu ngồi lên để tiếng máy cho anh em nghe mà. Mày chỉ nhớ cho tụi này bị sao á trời. Bị dép. Sinh lý hơn xíu, nhưng mà 650 người thấp đi được. Em qua 650, con này rất cao cho anh em lưu ý nha. Trên 1m7 rồi mới suy nghĩ nha. Lùng quá thì mình có thể suy nghĩ qua 650. Đều hả? Ừ đều. Rồi ok anh em. Rồi vậy nha anh em.